ngừng phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Gái ghép cho những thành công mà tao có là lộc cuốn theo từng cục, không may mắn bao cay đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Tao rõ được bao nhiêu khi vừa gói phiếu cao siêu. Stop it boy. Khởi đầu chặng đường khi tao đã mất chiếc vé vào đại học. Sao hội bắt đầu giữ tương lai tao khi nói ờ. Nói là lơ vơ nhưng tao không bỏ cuộc, làm nhân viên đưa thư, thành công như điện tử. Sau đó là tự sắp giảm ước mơ mình tự biên được. Muốn giết ATN thì nó tặng mày vô chia. Nghe này. Ngoài đó có những thứ ăn lên trên cuộc đời tôi. Có cô ăn chay cạnh ngồi khóc cũng vậy thôi. Cứ bước tiếp đi. Giờ cũng say mỡ mà bao đêm đêm trắng. Cây bóng cá tô đang bô bô để cây đắng. Thế chỉ cần live stream là còn ghẹ xẻ nắng. Tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngã nghiêng. Vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Đời trên tao rất học, tao có được thành công. Kẻ gây người ghét vẫn hay chửi tao lông bông. Tao im lặng gửi khi kẻ một túi tiền chất đấu. Từ một cái tên vô danh vươn lên thành thương hiệu YouTuber. Những kẻ nói tao trẻ trâu, ô chắc nghĩ tao ngu lắm cơ. Cũng may là vẫn còn đó số đông các fan của NTN. Họ yêu quý tôi, like support. Phiền các bạn bớt ghen đi man. Tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi có biến tao thành cái gai bằng những comment tật nước mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không vẫn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Tao vốn không thích khoe khoang nhưng hãy nhìn thử xem tao đang có gì. Lamborghini, Ducati, thành công thể hiện bằng giá trị. Mỗi ngày khi tao thức dậy luôn tìm mọi cách để mình được tốt hơn. Ta không thể sống hài lòng tất cả ác ý cứ thế mà gạt ra. Hater thích núp như cách bọn nó vẫn thường hay chơi trò PUBG. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi buông mồm phán xét một ai. Vì cái thằng mà bạn hay chửi vẫn đang từng ngày được thích được like. Nên phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Đừng gái ghép cho những thành công mà tao cố là lộc cuốn theo từng cục. Không may mắn bao cay đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Tao rõ được bao nhiêu khi vừa gói phiếu cao siêu. Stop it boy. Bài nhạc tao viết hôm nay không phải mục đích để tự cao tự đại. Bằng cấp không thể quyết định tất cả, quan trọng là cách mình vươn vai. Đừng để thất bại của ngày hôm nay đẩy cuộc đời bạn sống trôi nổi. Không tin vào những kỳ tích thì hãy ở đó trông mắt mà coi tôi. Để tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thì cố biến tao thành cái gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi cố biến tao thành cái gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để NTN trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Mặc cho rông gió tao vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có sống ngồi thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai. Nhưng vẫn tự hào về một thời huy hoàng. Nghị lực là khi bạn cố sống tốt và trân trọng nỗ lực từ nó. Và tôi làm bài nhạc này còn để gửi đến những fan của NTN. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Tôi yêu các bạn. Ok, trước khi kết thúc cái MV này là hy vọng tất cả các bạn đang xem MV của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ cầy view tôi nhé. Đây là cái MV đầu tay nên là có thể có rất là nhiều những cái sai sót cũng như là không ok cho lắm. Nhưng mà không sao, hy vọng là tất cả các bạn ủng hộ và các bạn đừng quên tải Rise of the King về để chiến với lại NTN.